Xin chào mọi người nha. Xin chào mọi người. Chào các bạn nha. Mình là Bara. Mình đang live stream để chia sẻ với các bạn. Mình là Bara bên kênh Bara Vlog. Chào em nha. Rồi, thì đầu tiên thì Bara sẽ live và Bara sẽ hôm qua mình đã tặng thông điệp cho hai bạn và mình đã tải cái video về và mình định gửi riêng cho các bạn. Chào em nhá, chào mọi người, chào Diễm Phương. Mình định gửi riêng cho các bạn nhưng mà cái file nó nặng quá nên là Bara chưa tải lên được. Dành cho bạn Diệp Lâm và bạn Bá Heo. Thì hôm nay Bara live và Bara cũng có thể là mình sẽ tặng thông điệp cho mọi người. Nhưng mà trước khi tặng thông điệp cho mọi người thì mình chào Quy nhá. Chào Quy. Thì mình sẽ đọc chia sẻ cho các bạn nghe một số những cái bài chia sẻ của một số bạn đã áp dụng cái luật hấp dẫn và các bạn ấy đạt được một số cái thành quả. Thì mình sẽ đọc cho các bạn nghe. Ở đây có bạn nào đã áp dụng luật hấp dẫn chưa? Và có cái đạt được một cái điều gì mà các bạn mong muốn chưa? Các bạn đã sử dụng luật hấp dẫn và thu hút được một cái điều gì mà các bạn mong muốn chưa? Ở đây có bạn nào? Có bạn nào đã thực hành cái luật hấp dẫn, phương pháp 555 hay là nghe những cái video nhạc tần số thu hút tiền bạc hay là thu hút tình yêu chưa? Em rồi, Diễm Phương rồi à? Em có thể chia sẻ một chút là em đã đạt được cái gì khi mà em chào Linh 613 khi mà em sử dụng luật hấp dẫn không? Ở đây á thì mình đã xem và mình đã có một số cái video về nhạc tần số thu hút tình yêu này, chữa lành tình yêu và một số cái video thu hút khách hàng này và thu hút tiền bạc. Có rất là nhiều bạn đã chia sẻ là các bạn ấy đã thu hút được một khoản tiền bất ngờ này, hoặc là cái lượng đơn đặt hàng của khách được nhiều hơn này. Và về tình yêu thì có rất là nhiều bạn đã chữa lành trái tim và thu hút được soulmate, thu hút được cái tình yêu mới đến. Thì mình cũng sẽ đọc cho các bạn nghe một số cái chia sẻ của một số bạn ở trên kênh Bara Vlog và các bạn chia sẻ trên group. Và sau đấy thì mình sẽ tặng thông điệp cho mọi người để cho mọi người có cái động lực để mọi người có thể thực hành cái luật hấp dẫn của mình ấy. Diễm Phương, bữa em chia tay chồng sắp cưới xong lại hối hận, kiểu em hay bị nghi ngờ trong tình cảm. Trong lúc đấy là em đã nghe nhạc, em đã nghe những cái nhạc tần số hay là khẳng định tích cực à? Diễm Phương, ở trên này hôm qua vừa có một bạn ấy chia sẻ về cái hai cái video mà bạn ấy nghe và bạn ấy thu hút được một khoản tiền bất ngờ ấy. Xong em biết tới Bara rồi luật hấp dẫn, em nghe nhạc tần số rồi tích cực hơn. Thế bây giờ cái mối quan hệ của em đã được cải thiện hơn chưa ở Diễm Phương? Chị rất vui khi mà nghe em nói như vậy. Xin chào mọi người nha. Xin chào mọi người. Em nghe nhạc tần số rồi tích cực hơn. Nhân tiện ở đây á thì mình sẽ cái video nhạc tần số thu hút tình yêu ấy thì nó sắp được 1 triệu view. 1 triệu view thì khi mà nó đạt được cái con số 1.111.111 thì mình sẽ tặng thông điệp cho bạn nào chụp ảnh được cái số view mà được như vậy, hoặc là trên kênh TikTok số follow mà lên 4.444 người mà các bạn chụp được cái màn hình của cái số cái người follow như thế và các bạn gửi cho mình thì mình sẽ tặng thông điệp cho mọi người, hoặc là ở trên fanpage trên Facebook mà đạt được 444 người mà các bạn chụp được cái màn hình các bạn gửi cho mình thì mình sẽ tặng thông điệp
cá nhân cho các bạn nhé. Rồi bây giờ mình sẽ đọc tiếp cái câu chuyện của Diễm Phương. Thế à. Em thực hiện phương pháp 555, cô nàng chờ đợi em thay đổi rất là tích cực. Luôn người nhà em cũng nói vậy á. Rồi sao nữa? Nên tụi em bây giờ hạnh phúc vui vẻ à, bình thường rồi ạ. Thế à, 19 tháng 11 âm này bọn em làm đám hỏi ạ. Ôi chúc mừng em nha. Thế à, ôi chúc mừng Diễm Phương nha, chúc mừng em. Rồi chị rất là vui khi mà cái luật hấp dẫn cũng như là những cái video của chị hay là của người khác có thể giúp em tiếp cận được với luật hấp dẫn và cải thiện những cái mối quan hệ tình cảm của em. Đấy, chị rất là vui khi mà nghe cái điều đấy. Đây, ở trên này, ở trên group cũng có một số bạn chia sẻ, các bạn ấy riêng về cái mà có một bạn ấy chia sẻ là bạn ấy trước bạn ấy dùng cái nhạc tần số thu hút tình yêu của Bara ấy, xong là bạn ấy nghe và bạn ấy chữa lành được bệnh ấy, và bạn ấy tức là bạn có bệnh và bạn ấy chuẩn bị hết cái tiền để bạn ấy phẫu thuật ấy, để chữa bệnh. Thì sau khi mà bạn ấy áp dụng luật hấp dẫn, bạn nghe cái điều đấy, bạn ấy nghe và bạn ấy khỏi bệnh và bạn ấy không phải tiến hành phẫu thuật nữa, và sau đấy cái tiền đấy của bạn ấy bạn đã dùng để làm từ thiện. Đó là một câu chuyện có thật. Mọi người có thể lên group luật hấp dẫn thiền và chữa lành với Para Vlog và các bạn có thể đọc những câu chuyện như thế. Và có rất là nhiều bạn đã thu hút được tiền bạc. Câu chuyện thu hút tiền bạc từ những cái video thì của Para nó rất là nhiều. Các bạn ấy chia sẻ rất là nhiều. Như hôm trước cũng ở trên TikTok này có một bạn chia sẻ là bạn ấy nghe và cái đơn hàng của bạn ấy một tuần là bạn ấy bán được cái đơn hàng mà tổng là 20 triệu đấy. Và bạn ấy cũng thu hút được tình yêu đấy. Hôm trước có một bạn ấy đã chia sẻ và Bara có nhờ bạn ấy viết bài chia sẻ trên group, nhưng chắc là bạn ấy bận nên là bạn chưa viết được. Thì đó là một số cái cách mà các bạn có thể áp dụng, là các bạn có thể áp dụng các phương pháp của luật hấp dẫn như là phương pháp 555 này, cô nàng chờ đợi này, phương pháp 369 này, hay là các bạn nghe những cái video nhạc tần số khẳng định tích cực, và các bạn có thể tự tạo cái khẳng định tích cực và các bạn có thể kết hợp cùng với nhạc tần số. Các bạn mà chia sẻ mà dùng cái nhạc tần số thu hút tình yêu để bạn ấy chữa bệnh ấy, thì bạn ấy cũng là một cái người mà cũng dùng cái nhạc của Bara, cái nhạc mà thu hút tiền bạc ấy, cái nhạc âm thanh của đồng tiền nó rơi ấy. Và bạn ấy đã có cái phương pháp mà bạn ấy viết những cái phong bì và bạn ấy cho những cái tiền lẻ vào, hoặc là khi nào mà bạn ấy thanh toán hoặc là bạn ấy chi trả tiền, bạn thường để những cái số 888 ở đằng đuôi ấy, để mà cái số 88 nó tượng trưng nó sự đầy đủ và sự tài lộc, và bạn ấy thường là được thu hút rất là nhiều tiền bạc. Khi mà đối với tình yêu hay với tiền bạc các bạn áp dụng thì các bạn cần người ta thành công còn các bạn không thành công, bởi vì là thứ nhất là bạn chưa tin tưởng vào luật hấp dẫn, và bạn thường làm với cái tâm lý là thử xem là nó có chính xác hay không. Hai là các bạn hay có cái tâm lý đấy là xem là cái luật hấp dẫn nó mình đã áp dụng như thế thì khi nào thì nó sẽ thành hiện thực. Thì các bạn bị một cái là các bạn bị ràng buộc vào cái kết quả, tức là chúng ta thường mong ngóng, chúng ta không buông bỏ được cái luật hấp dẫn ấy. Đó. Tiếp theo đó là các bạn không hành động. Đúng rồi, chúng ta cứ nghĩ rằng là việc của chúng ta là ngồi nghe và hoặc là các bạn chỉ viết một hai lần theo cái phương pháp đấy, nhưng thực ra là các bạn khi mà các bạn thực hành bất cứ một cái phương pháp của luật hấp dẫn nào thì các bạn phải biết được rằng là các bạn cũng tham gia vào cái việc đấy, các bạn là cái người mà tạo ra cái thực tế thực tại của các bạn, nên là chúng ta sẽ cùng cộng tác, cùng hợp tác với vũ trụ trong cái việc mà chúng ta biến cái điều ước của chúng ta thành hiện thực. Còn cái việc, phần việc của các bạn sẽ làm là như thế nào? Đấy là việc của các bạn sẽ là nâng cao cái tần số năng lượng của các bạn bằng cách là các bạn có thể sống ở hiện tại, thực hành lòng biết ơn và yêu thương bản thân mình. Nói chung là cái việc nâng cao tần số nó sẽ có rất là nhiều cách. Tuy nhiên thì các bạn cần phải làm cái phần việc của mình để phối hợp cùng với vũ trụ, chứ không phải là
chúng ta sẽ trong trạng thái là vì chúng ta áp dụng rồi thì vũ trụ sẽ tự khắc mang cái điều đấy đến cho các bạn. Đây là cái việc là các bạn sẽ là thu hút điều các bạn mong muốn. Hai cái điều nó có cái tần số, hai cái thứ nó có tần số giống nhau, những gì giống nhau nó sẽ thu hút nhau. Vì vậy bạn đã viết ra cái điều ước của mình, các bạn đã thực hiện rồi thì các bạn phải làm cái phần việc là nâng cái tần số của mình lên cái tần số của cái điều mà các bạn mong muốn. Đó, thì đấy là một cái cách mà chúng ta áp dụng luật hấp dẫn làm sao cho nó có hiệu quả. Vừa nãy á, bây giờ nhá, mọi người có thể Diễm Phương, còn cô nàng chờ đợi còn mang cho em một món quà bất ngờ nữa chị, một bó hoa tiền gửi cho em thế à? Em không biết người bạn, ui chúc mừng em nha, chúc mừng em nha Diễm Phương. Ôi, em áp dụng luật hấp dẫn rất là nhiều và chị rất là vui vì những cái gì mà em đạt được như vậy. Thì rất là hy vọng là với những cái gì mà em biết về luật hấp dẫn, em sẽ ứng dụng nó trong cái nhiều cái lĩnh vực, những cái vấn đề liên quan đến mình nhé. Rồi, bây giờ bây giờ mình sẽ nhờ chị Huệ. À thế à, chị Mai, chị Mai là ai đây? Nhờ chị Huệ em thu hút được thế à, nhờ chị Huệ em thu hút được số điện thoại iPhone 11 chị Bara, mặc dù đó giờ ba mẹ không cho xài, đi hơn 8 triệu. Chị Huệ là chị Ngọc Huệ đúng không? Chị Huệ ở trong group đúng không? Thị Mai, Thị Mai có phải là Đinh Mai không em? Thị Mai 99 à? Thế à, em thu hút được một cái điện thoại iPhone 11 đấy chị. Chúc mừng em nha Thị Mai, lại một câu chuyện tích cực nữa, chị rất là vui. Rồi, Diễm Phương, nay Bara có coi cho mọi người không? Mình cũng đang xem, mình đang xem nhìn cái năng lượng nhưng mà thấy mọi người có vẻ đông người cần xem quá, mình đang không biết, mình đang muốn chia sẻ những cái câu chuyện thành công khi mà luật hấp dẫn, các bạn áp dụng luật hấp dẫn. Đinh Mai à? Đinh Mai hôm nay sao? Mai à? Chị hôm nay chị đang băn khoăn là không biết là nên like ở trên YouTube hay là trên TikTok. Nhưng mà chị thấy là trên YouTube thì chị thấy là tức là cái tương tác nó không tốt bằng TikTok thì phải. Nên là chị chuyển qua TikTok, mà TikTok nó có cái chức năng đấy là sau khi like xong ấy, mình có thể tải cái like này về và mình có thể up lên YouTube ấy. Nên là chị thấy nó dễ hơn là so với YouTube. Mà mọi người ở trên TikTok thì lại muốn xem tarot nhiều. Bây giờ khá là đông các bạn ấy, nên là chị cũng đang băn khoăn. Chị đang băn khoăn là nên để cho mọi người chọn tụ sẽ tốt hơn là xem riêng từng người ấy. Rồi bây giờ chúng ta Thị Mai, Đinh Mai nè. Hôm qua chị like thì rất là đông. Nhưng mà hôm nay thì rất là ít. Dạo này chị đang chuyển nhà, có khi là sang live TikTok. Mai ạ. Mọi người ai mà muốn xem riêng nhá thì mọi người có thể chụp. À thế à? Hôm qua em chờ Vara mòn mỏi á. Em chờ ở trên nào? Hôm qua chị like mà. Hôm qua chị like ở trên TikTok mà em.
À, có khi là cái giờ live của chị khá là muộn. Hôm qua chị xem lúc chị lên lúc 11 giờ ấy. Đinh mai chị đăng TikTok nè. Có, em coi á. Thế à? Thế à? Hôm qua có đúng không? Bây giờ ba ra sẽ ăn để tụ bài nha mọi người. Và cho 4 tụ bài nha. Hôm nay chúng ta thấy nhiều bạn muốn xem coi về chuyện hai đứa á, mà tối qua nhiều bạn coi và xem. Ừ đúng rồi, tối qua đông quá. Bây giờ chọn tụ bài nhé mọi người. Có 4 tụ bài. Mình sẽ xem tụ bài và sau đấy thì mình sẽ trò chuyện với một số bạn còn ở trên này. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ xem về nhiều bạn xem về tình cảm. Chúng ta sẽ xem chung nhá. Rồi. Có 4 tụ bài nhá. Và mọi người có thể nghĩ trong đầu con số 1, từ 1, 2, 3, 4, mọi người chọn con số đi, bởi vì là mọi người cứ bảo là mình à, sau đấy mình sẽ quay cái màn hình cho mọi người chọn cũng được. 1 2 3 4 nhá, chuyện tình cảm sắp tới nhá. Dạo này Đinh Mai không thấy viết bài nhỉ? Dạo này có một bạn, có một chị tên là Ngọc Thu thấy hoạt động rất là tích cực. Còn group thì admin bị chặn nick Facebook nên là có 4 trụ bài nhá. Lát mình sẽ quay cái màn hình cho mọi người chọn. Cái đèn nhấp nháy của chị bị hỏng rồi Mai ạ. Diễm Phương, mọi lần em có ở trên YouTube em có tham gia live của chị không hả Diễm Phương? Nhưng mà của em đang tốt đẹp như thế thì cần gì phải xem nữa, cần gì phải cần thông điệp nữa, đúng không? À thế à, em cũng ở trên đấy à? Thế nick của em là cái gì đây? Nick của em là gì mà chị không biết đấy? Có bốn tụ bài nhá, mọi người có thể nghĩ trong đầu nhá, không là tí mình sẽ quay cái tụ bài cho người chọn. Tiếng Nhật à? Chúng ta hôm nay sẽ xem về tình cảm nhé. Nhiều bạn đề cập đến tình cảm. Kiểu em chia tay làm anh ấy mất lòng tin, vẫn còn giận giận em mà kiểu cũng không muốn chia tay. À bây giờ ấy hả? Bây giờ là Diễm Vương. À, Diễm Phương. Nhưng mà vừa nãy em bảo là đang đang hạnh phúc mà, đúng không? Đang hạnh phúc mà. Đến 19 tháng 11 là sẽ đám hỏi mà. Chị sẽ kể cho em nghe này. Mà thôi, không nên kể cái này cho em nghe. Lại làm em hoang mang. Rồi, bây giờ ba sẽ quay cái màn hình 4 cái tụ nhá cho mọi người nhá. Cái bạn nào nhá, hai cái bạn là Diệp Lâm và bá Heo chị đã xem rồi, nhưng mà cái video nó nặng quá mà nó lại ở cái điện thoại kia của chị nên chị chưa up được lên lên kênh, chưa up được lên kênh nên là mọi người đợi. Hai bạn chị có thông điệp, xem thông điệp cho mọi người ở hôm qua rồi nên là mọi người hãy đợi nhá, mọi người đợi. Bây giờ Vara sẽ quay cho mọi người 4 tụ bài và mọi người chọn nhé. Mọi người chọn thông điệp nhé. Rồi, đợi xíu nhá.
Đây. Nó không xuống nhỉ? À đấy. Nó hơi ngược. Úp rồi đấy. À đây. Mọi người chọn nha. Nhìn nó không rõ đúng không mọi người? 1, 2, 3, 4. Thôi chọn một con số 1, 2, 3, 4 cho nó dễ nhá. Ừ đúng rồi. Chúng ta nghĩ từ số 1, số 2. Tại vì mình quay nó không được rõ này. Đây là số 1. Đây là số 1. Đây là số 2. Tại vì nó hơi ngược máy nên là không rõ lắm. Đây, số 2, đây là số 3. Số 3 màu trắng. Số 4 màu. Số 4 màu màu tím nhỉ. Ờ, chúng ta chọn con số nhé. Chúng ta chọn 1, 2, 3, 4 nhé. Các bạn ấn tượng với số nào? Chúng ta comment vào nhé. Mình sẽ xem lần lượt. Nghĩ trong đầu một con số và comment nhé. Ừ, rồi ok. Rồi, nó rất tốt. Đúng rồi. Rất cảm ơn mọi người. Bây giờ mình sẽ xem lần lượt nhé. Số 1 trước. Đúng rồi, mọi người nghĩ một con số và mọi người comment vào nhé. Mình sẽ trải bài cho mọi người. Ừ, ok. Tụ số 1. Tụ số 1 nha. Sẽ có người cũ quay về nha. Có một ai đó trong quá khứ sẽ quay về nha mọi người. Cái tụ 1 này chúng ta đã trải qua một cái thời gian, một khoảng thời gian mà chúng ta phải một mình, cô đơn. Có thể là trước đây thì chúng ta cũng đã yêu đương, chúng ta đã ở trong một mối quan hệ rồi. À, tuy nhiên thì cái giai đoạn vừa rồi thì các bạn đã phải trải qua tất cả mọi thứ, những cái trải nghiệm trong cuộc sống là các bạn phải một mình. Ở đây thì cũng có thể là do các bạn chia tay hoặc là cái sự xa cách bởi vì giãn cách xã hội vì Covid chẳng hạn, thì chúng ta phải trải qua cái cuộc sống một mình đúng nghĩa luôn, phải làm mọi thứ một mình, sống một mình. Nói chung là nó khá là cô đơn, nó khá là cô đơn. Ở đây thì nó sẽ bao hàm cả cái việc các bạn mà đã trong mối quan hệ nhưng chúng ta lại bị xa cách bởi do cái điều kiện ở bên ngoài. Và trong cái khoảng thời gian sắp tới sẽ có một ai đó liên lạc lại với bạn này, trò chuyện lại với các bạn này, hoặc là gửi những cái tín hiệu, tức là một cái sự kết nối trở lại của một cái người. Có thể là trước đây các bạn đã từng ở trong một mối quan hệ và các bạn đã có những cái tiến triển về mặt những cái kỷ niệm lãng mạn với nhau. Là trong một mối quan hệ có thể là lúc trước đã đang tìm hiểu rồi nhưng do cái hoàn cảnh hiện tại là thì nó bị ngừng lại, nó bị ngừng kết nối. Nó ở đây một cái cách nó không được rõ ràng cho lắm, tức là có thể là các bạn đang trò chuyện với nhau thì đột nhiên nó xa cách, đột nhiên người ta lại ít ít hỏi thăm và ít được trò chuyện với nhau. Và khi mà họ quay về thì họ lại muốn tiếp tục những cái gì mà còn dang dở, những cái gì, tức là họ cái cuộc hội ngộ như chưa hề có cái sự chia ly vậy. Tức là trước đây khi mà các bạn đang trò chuyện, chúng ta đang nồng nàn với nhau như thế nào, chúng ta đang rất là có nhiều đam mê, nhiều cảm xúc như thế nào, thì lúc quay trở về thì họ họ coi như là những cái khoảng thời gian mà xa cách, cũng khoảng thời gian không liên lạc như là không tồn tại vậy. Họ lại nói chuyện một cách bình thường và họ thì cũng mong muốn một cái được tiến triển ở trong cái mối quan hệ này. Họ muốn được cái tình tình huống của hai người sẽ được nâng lên một cái mức mới. Họ muốn đưa cái mối quan hệ này đẩy lên một cái mức mới. Nhưng mà ấy, thì cái mối quan hệ này nó sẽ họ muốn đưa lên nhưng mà nó sẽ không phải là hướng đến một cái kết như là cái cam kết, như là chúng ta sẽ tiến tới hôn nhân đâu. Tức là bạn ở trong cái đối tượng tình cảm ở trong cái tụ một này ấy, cái người này thì họ họ có nhiều hoài bão và họ họ muốn, tức là họ vẫn muốn cả hai, cả tình cảm và từ cả sự nghiệp. Nhưng mà nếu mà mình ý, nếu mà cái bạn nào gặp cái tình huống như thế này mà
người đấy họ muốn quay lại và họ muốn tiến đến một cái mức nấc cao hơn trong mối quan hệ này, nhưng không, nhưng ở đây không bao bao gồm cái việc là sẽ gắn kết với nhau lâu dài nhé. Tức là ở cái thời điểm này họ chưa xác định sẽ tiến đến hôn nhân, họ chỉ biết là họ có cảm xúc với bạn và họ muốn quay trở lại, họ muốn được làm những cái gì còn dang dở ở lúc trước. Tức là hai người đang tìm hiểu, muốn tìm hiểu tiếp, và nếu mà chưa xác định là người yêu của nhau thì họ cũng muốn xác định là người yêu. Tuy nhiên thì họ chưa ở trong cái vị trí là sẽ offer, sẽ đưa cho bạn một cái sự chắc chắn ổn định của mối quan hệ. Đó. Mình sẽ cho cái lời khuyên cho cái tụ bài số 1 này nhé. Có ai đó trong quá khứ nổi bật nhất, có ai đó trong quá khứ. Mọi người có thể comment số 1, 2, 3, 4 để chọn tụ bài dành cho mình nhé. Bây giờ là lời khuyên dành cho tụ bài số 1. Con số dành tụ bài số 1 ở đây rất có thể các bạn sẽ nhìn thấy nhiều con số 17 nhé. Và con số này á, nó tượng trưng cho một cái sự sắp xếp, sự an bài của bên trên, của vũ trụ. Chúng ta ấy, nếu mà bạn cảm thấy rằng là cái mối quan hệ này khi mà họ quay về, những cái gì mà họ đem lại cho bạn nó không đúng, nó không còn là những thứ bạn muốn nữa. Bởi vì là rất có nhiều nhiều mối quan hệ khi mà sau một cái thời gian ngắt nước kết nối, sau một cái thời gian mà tương tác theo kiểu là on off liên tục này, lúc thì kết nối, lúc thì nói chuyện, lúc thì lại ngừng, lúc lại tiến, lúc lại lùi, tức là nó sẽ nhậm nhằng và nó cứ lúc on lúc off liên tục, nó không theo một cái chiều hướng nào, nó cứ lặp đi lặp lại cái vòng lặp như vậy ấy. Thì lúc này là cái lúc mà bạn cần phải hiểu được rằng là cái điều mà các bạn muốn trông chờ vào mối quan hệ nó là cái gì. Khi mà bạn muốn một cái sự ổn định, một cái sự chắc chắn, thì cái mối quan hệ này nó đến với bạn nó giống như là một cái bài test vậy, rằng là bạn sẽ tiếp nhận nó hay không, bạn sẽ đón chào lại cái người này vào cuộc sống của mình nữa hay không, hay là bạn sẽ chọn cái việc là bạn đi tiếp và bạn sẽ khám phá cái hành trình của mình và bạn tin được rằng là sẽ có những cái điều tốt đẹp hơn dành cho mình. Ở đây thì theo theo Bara nó giống như là một bài test nhiều hơn ấy. Tức là có thể là lúc này họ quay về thì trạng thái năng lượng của hai người đã khác nhau rồi. Bạn cũng quen dần với cái việc cô đơn trong suốt một khoảng thời gian dài, mặc dù nó là do cái tác động của yếu tố ở bên ngoài, hoàn cảnh xung quanh khiến bạn phải cô đơn, phải một mình. Nhưng lúc này thì bạn cũng đã quen dần với cái điều đấy rồi và bạn đã nhận ra được rằng là à, hóa ra cái sự một mình, cái sự cô đơn nó không hề khó khăn và nó không hề đáng sợ như mà bạn như cách mà bạn nghĩ. Nên là thành ra là những cái gì mà bạn mong muốn từ người này ấy, và cái điều mình mong muốn bây giờ nó cũng thay đổi rồi. Nên là đây có thể là một cái bài test cho các bạn, là các bạn có thấy cái điều này thực sự là cái điều các bạn cần trên hành trình của mình hay không, hay là cái niềm tin về một cái mối quan hệ của bạn bây giờ nó đã khác rồi. Bạn cần một cái người mà nâng đỡ, giúp đỡ bạn ở trên hành trình và nó sẽ cùng bạn thực hiện một cái điều gì đấy. Tức là nó giống như là hai người sẽ cùng nương tựa, cùng hỗ trợ với nhau, chứ không phải là bạn sẽ là cái người dựa dẫm hoàn toàn vào người kia nữa. Đó. Thì cái này lời khuyên cho các bạn là hãy xem lại cái niềm tin của bạn lúc này là cái gì. Và bạn cần một mối quan hệ ra sao để mà bạn có thể quyết định được là bạn đón nhận người này vào cuộc sống của mình một lần nữa hay không, hay là chỉ có thể họ quay lại với một cái tư cách khác, có thể là bạn sẽ chấp nhận họ với tư cách là một người bạn, là một cái người có thể là san sẻ chia sẻ với nhau giống như là những người bạn. Rồi, đấy là thông điệp dành cho các bạn tụ bài số 1 nha mọi người. Bây giờ chúng ta sẽ đến với tụ bài số 2. Bây giờ đang về xem cái tụ bài về tình cảm nha mọi người. Chúng ta sẽ có tụ bài 1 2 3 4. Bây giờ đến tụ bài số 2.
thì sau cái like này Bara sẽ tải nó về và mình sẽ up lên YouTube, nên là mọi người nếu mà ai mà chúng ta bỏ qua bỏ lỡ cái tụ bài của mọi người ấy, thì mọi người có thể xem lại nhé. Cảm ơn Tít Tô Mì à? Chị cảm ơn nhé. Tụ bài số 2. Con số 2, mọi người có thể tụ bài số 2 và mọi người sẽ gặp con số 2 rất là nhiều. Ở đây có lá bài của số 2 đó. Ở đây á, vũ trụ gửi cho bạn một cái offer về mặt tình cảm. Cái tụ bài này á, nếu mà các bạn đang ở trong một mối quan hệ mà nó có những cái giai đoạn mà nó bị down, nó bị đi xuống ấy, thì mối quan hệ nào nó cũng có những cái lúc mà nó sẽ thăng hoa và cái lúc mà nó sẽ bị như là cảm giác nó bị nhạt, nó bị phai dần đi, thì ở đây ấy, sẽ khuyến khích các bạn là nên cho cái mối quan hệ này một cái cơ hội nhá. Tức là nếu mà các bạn trong đầu các bạn sẽ nghĩ chúng ta quá mệt mỏi thì chúng ta sẽ nghĩ là nên buông hay nên tiếp tục, thì ở đây là cái lời khuyên dành cho các bạn là nên tiếp tục đó. Cái việc cái sự việc mà nó xảy ra ấy, cái những cái bất đồng hiện nay ấy, rất là có thể là vũ trụ muốn bạn xem lại cái gì đang diễn ra ở bên trong mình. Những cái bên ngoài nó phản ứng ấy, những cái hoàn cảnh bên ngoài nó xảy ra, nó sẽ là một cái tấm gương để soi lại những cái vấn đề bên trong các bạn. Thì ở đây những cái cãi vã này, những cái bất đồng quan điểm, những cái nỗi sợ của các bạn, có thể là các bạn họ ấy, khi mà họ yêu ấy, thì nếu mà bạn cảm thấy ấy, cái bạn ở trong tụ bài số 2 này, nếu mà bạn cảm thấy người ta có khác ngày trước một chút, thì các bạn trong đầu các bạn bị gợn lên một cái nỗi sợ, đó là sợ rằng là người ta đã có ai đấy, người ta thích ai đấy, có phải là hôm nay bạn ấy quan tâm mình thì mình cảm thấy là bạn ấy đang yêu mình rất là say đắm, nhưng mà ngày mai mà bạn ấy có quên gửi tin nhắn, bạn có một câu chúc bạn ấy không nói, hoặc là những cái hành động của bạn ấy khác ngày trước một chút, thì bạn bắt đầu quay ra nghi ngờ và các bạn bắt đầu dấy lên cái nỗi sợ là không biết là có phải là người ta đã thay lòng đổi dạ rồi hay không. Thì cái điều này á, cái điều mà các bạn luôn nghi ngờ ấy, bạn nghi ngờ đối phương và bạn nghi ngờ vào cái tình cảm của hai người ấy, nó xuất phát từ cái tâm lý nạn nhân của các bạn. Tâm lý nạn nhân này á, có thể là nó sẽ bao trùm tất cả các lĩnh vực của các bạn, không chỉ là tình cảm đâu, đời sống tình cảm, mà có thể là trong công việc và trong cái cuộc sống hàng ngày. Bạn luôn cảm thấy mình là một cái người mà không may mắn, là một cái người mà luôn gặp những cái điều xui xẻo hoặc là những cái điều bất công nhất đến với các bạn. Làm công việc thì có thể bị tranh công, rồi thì người khác người ta cũng cùng năng lực với mình nhưng mà người ta lại được ưu ái hơn, còn mình thì luôn phải nhận thiệt thòi. Đó, thì bạn luôn cảm thấy mình là một người thiệt thòi trong cuộc sống, mình là cái người phải hy sinh cho người khác, mình là một cái người phải hiểu cho người khác, mình là một cái người mà luôn nhận cái phần ít hơn. Đó, thì thực ra ấy, thì bạn thường ru ngủ chính mình bằng cái cảm xúc rằng là mình chịu thiệt thòi tí thì mình là cái người tốt này, mình là cái người có đủ thì mình chịu thiệt đi một chút thì cũng chẳng sao cả, chẳng mất mát gì cả. Tuy nhiên ấy, ở bên trong sâu các bạn ấy, nó có một cái niềm tin gốc rễ ở trong các bạn, đó là các bạn nghĩ rằng mình không xứng đáng và những cái gì mà mình chịu đó là do số phận sắp xếp, số của mình nó như thế, số của mình nó không may, số của mình nó luôn phải gặp phải những cái điều như vậy, số của mình là luôn bị đối xử bất công. Đó, chính vì cái niềm tin này của các bạn, tức là mình luôn là nghĩ mình là cái nạn nhân, là cái nơi mà thu hút những cái điều không may, và cái số phận của mình nó đáng bị như vậy, nên là thành ra các bạn bất an với chính bản thân mình và các bạn không có cái niềm tin vào bản thân mình. Tức là chúng ta không tin được rằng là chúng ta là một cái người hấp dẫn, là một cái người tự tin, là một người tỏa ra cái năng lượng để mà người khác người ta phải bị thu hút vào cái cuộc sống của mình. Chỉ vì bạn lung lay với chính cái giá trị của bản thân mình và luôn phải làm việc với những cái suy nghĩ như là
mình cái số của mình như vậy nên thành ra là người ta có thay đổi, người ta có thích người khác thì cũng là cái điều hiển nhiên, và các bạn sợ cái điều thế khi mà các bạn để cái nỗi sợ giật dây ấy, nên thành ra là những cái phản ứng, những cái lời nói của các bạn ấy nó mang cái thiên hướng nó đập phá cái mối quan hệ chứ nó không phải là xây dựng cái mối quan hệ này nữa. Khi mà các bạn không còn nỗi sợ ấy, bạn không có tâm lý nạn nhân ấy, thì những cái gì mà người ta có cư xử, người ta có đối xử, người ta hành động như thế nào, người ta có thay đổi như thế nào ấy, cái sự tập trung năng lượng của bạn sẽ không vào cái việc phân tích rằng là tại sao họ lại thay đổi ấy. Tức là mình hướng, mình không phải là cái tập trung của mình vào cái người kia mà mình sẽ tập trung vào chính bản thân mình. Lúc đấy cái suy nghĩ của các bạn nó sẽ khác. Ví dụ như là hôm nay người ta quan tâm thì bạn rất là vui vẻ, bạn thấy là người kia cũng đang nghĩ đến mình thì mình cũng rất là welcome, mình chào mừng cái điều đấy và mình cũng quan tâm lại. Ngày mai người ta bận thì mình cũng bận việc của mình cũng có việc của mình thì bây giờ người ta đang làm việc của họ thì mình cũng có thời gian để mình làm việc của mình cải thiện cái cuộc sống của mình. Thế thì cái năng lượng của bạn nó sẽ rất là tích cực, chứ bạn không phải ngồi khi mà họ không chú ý đến bạn là bạn bằng mọi cách bạn tìm cách để bạn thu hút sự chú ý của họ, hoặc là bạn phân tích rằng là tại sao họ không còn quan tâm với mình, tại sao họ lại lại không hành xử như vậy nữa như trước kia nữa, đúng không? Ở đây ấy, thì và bạn cũng gặp một chút khó khăn về mặt công việc, thành ra là cái trạng thái của các bạn ấy, lúc nào của nó cũng là cái nghi ngờ và cái băn khoăn. Ừ. Nó xuất phát từ cái gốc rễ vấn đề của mình, đó là cái tâm lý nạn nhân nhá. Rồi khi mà chúng ta cái tâm trạng của các bạn ấy là không biết là nên buông hay nên tiếp tục ấy, nó xuất phát từ cái việc là bạn không rõ về cái giá trị của bản thân mình nhá. Thì ở đây ấy, khi mà các bạn tìm được ra cái giá trị của bản thân mình, như Bara có phân tích với các bạn khá là dài chi tiết về cái tâm lý nạn nhân này, các bạn cải thiện được cái điều này ấy, thì mọi thứ nó sẽ bắt đầu trôi chảy, cái mối quan hệ này nó sẽ tốt lên và sẽ có một cái sự đầy đủ, một cái sự trọn vẹn nó chờ đón các bạn. Các bạn chỉ gặp duy nhất cái vấn đề đấy thôi, thì các bạn có thể xem lại bản thân mình nhé, chúng ta có cái tâm lý nạn nhân hay không. Có bao giờ các bạn nghĩ rằng là mình luôn luôn phải gặp chịu thiệt thòi, phải hy sinh cho người khác, phải tức là mình luôn gặp phải những cái điều không may trong cuộc sống không? Có khi nào các bạn có những cái suy nghĩ đấy không? Các bạn thử xem lại chính mình xem nhé. Chỉ cần bạn giải quyết được cái vấn đề này thôi thì mọi thứ xung quanh của các bạn, từ công việc, từ tài chính và từ tình yêu, nó sẽ chuyển biến một cách ngoạn mục nha. Và Bara thấy là một cái sự đầy đủ no ấm, một cái sự hạnh phúc trọn vẹn nó đang chờ các bạn, và chúng ta chỉ là một cái bài học mà các bạn cần phải làm việc với bản thân mình để thay đổi cái niềm tin hạn chế này nhé. Đó, còn cái mối quan hệ hiện tại của các bạn ấy, nên cho nó một mối quan hệ nhé, nếu trong đầu các bạn có cái câu hỏi còn băn khoăn là nên buông hay là nên tiếp nên nên buông hay là nên tiếp tục, nên dừng hay là cho nó một cơ hội nhé. Thì ở đây cái lời khuyên là review sẽ đưa lời khuyên cho các bạn làm cách nào để thoát ra khỏi cái tâm lý đấy. Bây giờ là đến thông điệp tình cảm cho tụ bài số 3 nhá. Có bạn nào chọn tụ bài số 3 không? Bây giờ đồng hồ là 22 giờ 22 phút rồi mọi người ơi. Tụ bài số 3 nhá. À thế à, CCCCGVVV, em tụ bài số 3 à em? Đây là thông điệp dành cho em nhé. Thông điệp về mặt tình cảm nha. Rồi, trên tụ bài số 3 này xuất hiện một sự căng cứng. Căng cứng ở đây đó là tâm trạng của các bạn luôn ở cái trạng thái đó là căng thẳng. Mặt ngoài của các bạn ý, các bạn ở tụ bài số 3 này ấy, mặt ngoài của các bạn rất tốt, tức là bạn là một cái người mà khá là người khác nhìn vào ấy, thấy bạn khá là thành công, bạn có một sự nghiệp rất là tốt, một công việc tốt, một cái sự nghiệp ổn định, bạn kiếm ra tiền, bạn biết cách tiêu tiền, bạn biết dung hòa cuộc sống, tức là người khác nhìn vào bạn ấy, người khác nhìn vào bạn sẽ thấy cuộc sống của bạn khá là đáng mơ ước và bạn
không thiếu gì cả, nhưng mà ấy, có thiếu tình yêu. Thiếu tình yêu, mọi người chỉ thấy rằng bạn rất là rực rỡ với những cái gì mà bạn đang có, và có thể là bạn xây dựng ra cho mọi người thấy là bạn khá là thành công, bạn dồi dào về mặt tiền bạc, bạn đầy đủ về mặt tài chính. Nhưng mà bạn thiếu tình yêu, thì nếu mà người khác có nói rằng là vì sao mà bạn chưa có một người bạn đời ở bên cạnh, thì bạn sẽ trả lời là tại vì là cái công việc của bạn, bạn sẽ bận rộn trong cái việc enjoy, trong cái việc tận hưởng những cái thành quả của chính mình, từ cái việc các bạn làm việc nỗ lực và các bạn đang có cái tài chính dồi dào, thì bạn sẽ muốn tận hưởng những cái dịch vụ, những cái điều tốt nhất trong cuộc sống, và bạn thấy rất là thoải mái với cái điều đấy. Nhưng thực ra là bạn đang cố gồng mình lên để tỏ ra là mình như vậy, tỏ ra là mình ổn với thế giới bên ngoài, tỏ ra là mình cuộc sống của mình rất là nó không thiếu gì cả, nó đầy đủ, và việc bạn không có ai đó bên cạnh nó hoàn toàn là không không đáng để bạn bận tâm. Bạn thể hiện ra cái với thế giới bên ngoài, những người xung quanh là như vậy, nhưng mà bên trong là bạn đang cố gồng mình để thể hiện cái mặt này ra, và bạn đang giống như là bạn đang đeo một cái mặt nạ với cái thế giới bên trong vậy. Còn bên trong thế giới bên ngoài, còn bên trong của bạn ấy, thực sự là bạn vẫn khao khát được yêu, bạn thích được yêu, và bạn bạn có một cái nỗi đau ở trong quá khứ, một cái mối quan hệ nào đó mà nó gây cho bạn một cái sự tổn thương, nhưng mà bạn lại không muốn thể hiện cái mặt đấy ra cho người khác biết. Bạn không muốn thể hiện rằng là bạn yêu và bạn lụy tình, bạn vẫn còn nghĩ về người cũ. Có thể là trước đây bạn đã từng yêu ai đó, có người, nhưng mà bạn có người yêu cũ, nhưng mà cái mối quan hệ khi nó kết thúc thì bạn lại giấu hết những cái cảm xúc đau đớn của mình vào trong, có thể là bằng cách là dồn vào công việc của mình. Các bạn ngay khi kết thúc một cái kết thúc ở mặt tình thường, cái này hành động này cũng diễn ra với nhiều người, tức là khi mà chúng ta có một cái sự kết thúc ở trong một cái lĩnh vực nào liên quan, vấn đề liên quan đến chúng ta ấy, thì chúng ta ngay lập tức chúng ta sẽ bắt đầu một cái điều gì đấy mới để chúng ta có cái cảm giác được lấp đầy những cái nỗi đau, những cái tổn thương mà nó để lại, những cái gì còn sót lại của cái điều mất mát mà bạn đã phải trải qua. Thì ở đây với bạn cũng giống như nhiều người khác, chúng ta gặp cái sự tổn thương, gặp cái sự đổ vỡ ở trong tình cảm, thì lúc đấy là chúng ta bắt đầu xây dựng một cái khởi đầu về mặt công việc. Lúc đấy có thể là các bạn đang làm một cái công việc và bạn chuyển việc này, bạn có thể là hoặc là bạn có thể đi một nơi khác để bắt đầu một cái cuộc sống mới này, gây dựng sự nghiệp của mình này đó. Thế nhưng mà thực ra đó là một cuộc chạy trốn của các bạn, đâu đó trong bên trong các bạn cái nỗi cái tổn thương ấy của cái mối quan hệ cũ nó vẫn còn. Và cái lời khuyên ở đây là hãy buông bỏ những cái điều đấy đi, những cái gì còn sót lại. Những cái gì còn sót lại ở đây là cái gì? Có thể là các bạn không phải là còn nhớ người ta hay là các bạn tiếc nuối gì đâu, mà chỉ là các bạn những cái vết thương ấy, ví dụ như là cái thời điểm mà cái mối quan hệ đó kết thúc ấy, thì tại sao nó lại kết thúc? Có thể là do các bạn bị một cái vấn đề nào đó về mặt niềm tin chẳng hạn đó, hoặc là các bạn có cái nỗi sợ của cái sự bỏ rơi hoặc là cái sự từ chối, và bạn không chấp nhận được cái điều đấy, bạn chối bỏ cái mặt đó của mình bằng cách là các bạn bắt đầu gây dựng sự nghiệp hay là làm việc thật là nhiều, kiếm thật là nhiều tiền để các bạn chối bỏ đi cái nỗi sợ của mình, cái điều mà các bạn nghĩ là không hoàn hảo đó. Thì bây giờ các bạn là cái thời điểm mà các bạn cần phải buông bỏ cái năng lượng đó, những cái nỗi sợ ngày xưa các bạn cần phải đào xới nó lại và buông bỏ nó đi, để nó qua đi thì để các bạn có thể đón được cái năng lượng của cái tình cảm mới nó đến. Khi mà bạn buông bỏ được, bạn giải quyết được cái vấn đề của mình rồi ấy, thì soulmate và cái người nào đó sẽ bước vào cuộc sống của các bạn nhá. Có thể là một người mà không giống như những gì bạn nghĩ, có thể là bạn là một người thành công trong cuộc sống, bạn có tiền, bạn là người có tiềm lực về mặt tài chính, nhưng mà có thể cái người mà đem lại cái cảm xúc yêu đương sắp tới của bạn lại là một cái người ngược lại với bạn. Có thể là trước đây bạn nghĩ rằng mây tầng nào sẽ phải gặp người ở tầng đấy, tuy nhiên người này có thể là người khác tầng mây với các bạn, nhưng lại có một sự thu hút rất là mạnh mẽ ở đây. Chưa chắc là cái sự không cùng tầng mây ở đây, theo cách của Ba La nói, nó là cái sự cái bề mặt ở bên ngoài nhé, bề mặt ở bên ngoài.
Có thể là mới đầu tiếp xúc thì bạn nghĩ là cái nghề nghiệp đấy thì mình sẽ không bao giờ mình để ý đến một người làm những cái công việc như vậy. Nhưng mà khi mà các bạn có cơ hội được kéo gần lại với người ta thì bắt đầu bạn khám phá ra là họ làm bên trong họ là cả một cái thế giới mới mẻ và là những cái gì mà các bạn đang cần. Thì khi mà các bạn có những cái đầu óc nó được thoáng đãng như thế thì cái tình yêu nó sẽ được mời gọi vào trong cuộc sống của các bạn và các bạn sẽ có tình yêu mới nha. Ơi, đấy là thông điệp dành cho tụ bài số 3. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Tiếp theo là đến tụ bài số cuối cùng, số 4 nha mọi người. C. Những bạn nào ấy mà có thể là nghe một cái tụ bài mà các bạn thấy nó không liên kết với các bạn thì có thể là cái năng lượng của các bạn nằm ở trong một cái tụ bài khác nhé. Bởi vì là có nhiều trường hợp sẽ là như vậy đó. Nên là các bạn khuyến khích các bạn có thể nghe cả bốn tụ bài. Thì các bạn có thể chọn được một cái tụ bài lắng nghe cái thông điệp dành cho mình ở cái tụ bài đấy. Rồi, tụ bài số 4 nha. Cái tụ bài số 4 này có bạn nào đang ở trong một mối quan hệ hoặc đang chờ đợi một cái câu trả lời từ một ai đấy không? Tụ số 4 này có ai đang chờ cái tín hiệu hoặc là chờ câu trả lời của một ai đó không? Ở đây cái người mà bạn đang nghĩ đến là cái người dành cho bạn, là cái đối tượng tình cảm mà ở đây nó là soulmate, là một người có kết nối về mặt tâm hồn với các bạn luôn, là một người mà có cái năng lượng rất là tương đồng với các bạn, khá là cân bằng. Một người người đó có thể là bên ngoài thì các bạn có thể thấy là có thể là hai người không phải là dành cho nhau đâu, nhưng thực ra nếu chúng ta bỏ qua tất cả những cái khác biệt về mặt ví dụ như là học vấn, trình độ hay là những cái mà ví dụ như là về gia đình, về công việc thì hai cái linh hồn này nó rất là tương đồng với nhau. Tức là nếu mà hai người mà nói chuyện với nhau, hai người nói chuyện với nhau ở đây khi mà nói chuyện có một cái điều lưu ý là như thế này nhá. Các bạn mà nói chuyện với nhau ấy, đặc biệt là về phía bạn ấy, cái bạn mà chọn tụ bài này này, các bạn đừng cố gắng để tỏ ra mình là cái người mà như thế nào nhỉ? Tức là khi mà chúng ta tiếp xúc với ai đấy, chúng ta trò chuyện với ai đấy, thường chúng ta sẽ xây dựng bản thân mình theo cái cách mà bạn nghĩ rằng là cái người kia sẽ thích bạn. Đó, ví dụ, ba ra ví dụ, bạn nghĩ rằng người ta sẽ thích một cái người hoàn toàn bỗ bã hoặc là cái người mà rất là thoải mái vô tư, nói chung từ ngữ các bạn chẳng chẳng bận tâm hoặc là bạn ăn mặc nó cũng rất là thoải mái, nó thoáng. Thì khi mà các bạn trò chuyện với người ta hoặc là bạn gặp người ta thì bạn nghĩ rằng với một cái người như vậy thì họ sẽ thích một cái cô gái là họ có thể là dịu dàng này hoặc là đi lại nó nhẹ nhàng, nó luôn tỏ ra là hiền lành, dễ thương, dễ bảo. Thì bạn tỏ ra mình như vậy. Tuy nhiên thì không phải như bạn nghĩ đâu. Người ta là một cái người mà thích những cái gì thật, chân thành. Ở đây hãy buông bỏ cái tâm lý rằng bạn phải trở thành một cái điều gì đấy để người người khác thích mình nhé. Bạn là bạn và những người mà thích bạn là những cái người mà có thể nhìn thấy được cái vẻ đẹp thực sự của các bạn. Bạn chỉ cần là chính mình thôi. Cái việc là chính mình ấy, nó là một trạng thái năng lượng rất là cao khi mà bạn biết được giá trị của bản thân và bạn biết được cái màu sắc của mình và bạn chấp nhận bản thân mình với những gì mà mình có ấy, thì lúc đấy cái sự tự tin của các bạn nó rất là cao và cái năng lượng, cái tần số của các bạn rất là cao và lúc đấy bạn sẽ tỏa ra một cái sự thu hút hấp dẫn nó rất là đặc biệt.
Ở đây hãy buông bỏ cái tâm lý hoặc là cái suy nghĩ rằng mình phải trở thành một cái điều gì đấy thì mình mới xứng đáng có được cái tình cảm của người ta, hoặc là mình phải như thế nào là một cái hình mẫu của người ta thì người ta mới thích mình. Không nhá, cái người này là cái người mà họ thích cái sự thành thật, một thích cái sự đặc biệt, cái sự độc đáo của mỗi một người. Nên là khi mà trò chuyện với người ta hoặc có cơ hội tiếp xúc với người ta thì hãy là chính mình nhé. Muốn nói gì, muốn màu sắc, cái cách nói chuyện của mình ra sao, hãy giữ nguyên bản của mình như thế. Không cần phải thay đổi theo cách mà bạn nghĩ rằng là người ta sẽ thích mình nhé. Thì đấy là cái lời khuyên cho tụi bài số 4. Rồi, đúng rồi đấy, bạn nên làm chắc cái phần gốc rễ của bản thân mình nhá. Tức là bản thân mình là ai, mình có những cái tính cách như thế nào mà khác biệt với người khác. Hãy biến cái sự khác biệt đấy thành cái sự độc đáo, một cái sự riêng biệt mà chỉ riêng bạn có. Và hãy chấp nhận cái điều đấy và hãy tỏa sáng với những cái gì mà bạn vốn có nhé. Rồi, thì đấy là thông điệp dành cho các bạn ở tụ bài số 4. Rồi, bây giờ ba Lan sẽ xem lại comment của mọi người nào. Con số Mim Diễm Phương lúc chọn em phân vân giữa 2 và 3, xong em chọn 3 nhưng số 2 rất đúng với tính cách em hơn ạ. Đúng rồi, cái năng lượng khi mà chúng ta chọn thì nó sẽ bị ảnh hưởng bởi nhiều yếu tố. Nên là mọi người có thể nghe và mọi người đoán, à, mọi người xem cái tụ bài nào nó sẽ liên kết với mình nhá. Rồi, bây giờ nè, không không Vân một đó, chị nói rồi đấy, à, nghe thông điệp và xem là tụ bài nào chọn. Em không thấy nó hợp, chị nói rồi, em có thể xem lại bốn tụ bài và em nghe xem tụ bài nào nó phù hợp và nó liên kết với em nha. Diễm Phương, em nhận được thông điệp dành cho em chưa? Em nghe hết rồi à? Thế thì những cái tụ bài ngày hôm nay nó không dành cho em rồi. Em có thể xem nha. Min xem công việc đi ạ. À, bây giờ Bara bây giờ mình sẽ chơi trò chơi đi, tặng thông điệp cá nhân nha. Rồi, bây giờ sẽ tặng ba bạn thông điệp cá nhân cho ba bạn. À, trò chơi nha các bạn, trò chơi nha. Bây giờ trong đầu Bara có ba con số, Bara có ba con số thì mọi người hãy comment, Bara sẽ đọc cho mọi người một dãy số các con số và mọi người hãy comment cái con số mà mọi người ấn tượng và nó trùng, nếu mà nó trùng với con số của Vara đã nghĩ ở đây thì mình sẽ tặng cho bạn đấy ba bạn nhá. Rồi, mình sẽ đọc con số nhá, mình sẽ đọc con số 10 con số nha mọi người. Một một
44 55 66 77 88 99. Đó, con số lặp 11 22 33 44 55 66 77 88 99. Mình có ba con số rồi đấy. Mọi người comment đi nha. Ai comment đầu tiên trùng nhất thì ba ra sẽ tặng nhá. Mọi người comment hết chưa? Mọi người comment một con nhá. Rồi, con số đầu tiên 33. Rồi, bạn nào comment 33 đầu tiên nào? Rồi, cho Khánh Liên nha. Khánh Liên là một. Con số thứ hai 66. Rồi, là bạn Phương Nguyễn. Đầu tiên luôn. Con số thứ ba. Con số thứ ba ở đây không có ai có mọi người ạ. Con số thứ ba. Con số 99. Không có bạn nào comment cả. Vậy mình sẽ tặng thông điệp cho hai bạn nha. Đầu tiên là Khánh Liêm và bạn thứ hai là bạn 66 à, bạn nào nhỉ? Bạn Phương Nguyễn nhé. Phương Nguyễn 2111. Yêu làm gì hôm trước, yêu làm gì chị xem rồi. Yêu làm gì? Yêu làm gì hôm trước chị xem rồi. Chị nhớ cái nick này của em. Chị xem rồi, em vào xem nữa làm gì? Bây giờ thông điệp cho Khánh Liêm, em muốn thông điệp về tình cảm hay là về em muốn thông điệp về tình cảm hay là công việc, em có thể đặt câu hỏi nếu muốn rõ ràng nha. Em thích xem chị á, chị tình cảm à? Ok, em có câu hỏi đặc biệt không? Hay là em chỉ xem chung chung thôi ở Phương Khánh Liêm. Nếu nhá, nếu mà bạn bây giờ ba ra có một con số tiếp theo vẫn là dãy số vừa nãy, mình thay cho số 99. Và mọi người cứ comment bởi vì số 99 không có bạn nào comment cả. Thì mình sẽ tặng thông điệp cho bạn đấy nhá. Mình có một con số từ vẫn là dãy số vừa nãy, mình có một con số khác cho mọi người. Bây giờ bạn nào comment thì Bara sẽ tặng tặng thông điệp cho bạn đấy nhá. Mọi người cứ comment đi 11223344556 đến 99. Comment một con số đi nhá. Và sau khi mình xem cho hai bạn kia xong thì mình sẽ xem cho các bạn. Còn một bạn nữa. Em đang chờ thích một người mà họ thờ ơ, chị xem giúp em. Ừ, đồng ý. Chúc mừng, yêu làm gì? Đúng rồi. Các bạn nào được chọn thì hãy nghĩ cái câu hỏi dành cho mình đi nha. Khi bạn có cái câu hỏi, bạn đưa ra cái câu hỏi chất lượng thì vũ trụ cũng hồi đáp bạn. Thông điệp dành cho bạn nó cũng đúng với những gì mà bạn mong muốn nhá. Nên là hãy cẩn trọng khi đặt câu hỏi nhá. Thực ra họ thờ ơ với em á, Khánh Liêm, là bởi vì họ đang bận với công việc, họ đang có một cái dự án, hoặc họ đang có một khởi đầu mới, hoặc họ đang có cái dự định mới họ cần làm, họ cần cái sự tập trung cái năng lượng của họ vào công việc. Chứ không phải vì không có tình cảm nha. Đúng rồi, chị thấy họ họ đang hợp tác, họ đang làm ăn, họ đang mải mê với công việc của họ em ạ. Họ đang mải mê với công việc của họ. Tức là họ bận rộn ý, họ bận rộn và họ thấy là họ không có thời gian, họ thiếu thời gian, họ thiếu cả năng lượng. Tức là người này là đúng nghĩa là giai đoạn này là đang phải tập trung cho công việc, có thể là làm rất là nhiều thứ nên là cái thời gian mà để mà đầu tư vào một mối quan hệ, để mà quan tâm ai đấy là họ đang bị thiếu. Suy nghĩ của họ với em nhé, về em nhé.
Lý do mà họ thờ ơ với em vì họ bận. Một từ thôi, bận. Suy nghĩ của họ về em chứ. Yêu làm gì? Bạn Khánh Phương còn ở đây không nhỉ? Cái bạn Khánh Phương mà chọn cái con số 66 đầu tiên còn ở đây không nhỉ? Có bị thu hút bởi em, tức là em là một người người với trong mắt họ là có sự hấp dẫn, là có sức hút. Nó là nếu mà em hỏi là với họ ấy, em có xinh đẹp, em có hấp dẫn, có thu hút họ không? Câu trả lời là có nhá. Họ bị thu hút bởi em. Chào Phương Nguyễn, Phương Nguyễn nghĩ câu hỏi đi em nhỉ. Nhớ là câu hỏi đúng và câu hỏi chất lượng sẽ đem lại cho em những cái câu trả lời nó sẽ chính xác. Họ cũng muốn đến với em đấy, nhưng mà tại vì là họ có những cái nó chưa buông bỏ được về mặt quá khứ. Người này cũng có thể là trong quá khứ họ đã gặp phải cái thất bại và gặp phải cái tổn thương về mặt tình cảm và họ chưa buông bỏ được, nên thành ra là họ hơi đắn đo. Họ có những cái cảm xúc lãng mạn với em, tức là cũng thích, cũng rung động, cũng bị thu hút, cũng muốn tiến tới, nhưng mà bây giờ không phải là cái thời điểm đúng với họ. Thứ nhất là họ nghĩ rằng là nếu mà có đến với mối quan hệ này thì mình phải hoàn toàn dứt được những cái cảm xúc với ai đấy ở trong quá khứ, hoặc là những cái suy nghĩ về quá khứ, tức là hoặc họ giải quyết được những cái tổn thương của họ ở trong quá khứ. Nhưng mà đây chỉ là không phải thời điểm đúng với cái mối quan hệ này thôi, chứ họ có cái suy nghĩ về tình cảm lãng mạn với em. Tiến triển của mối quan hệ này sắp tới nhá. Họ có thích em, họ có để ý đến em, họ có thấy em hấp dẫn, nhưng họ chưa sẵn sàng. Một người cũng sợ tình yêu, một người cũng lấy công việc để khỏa lấp đi những cái vết thương lòng. Rất nhiều người cho chúng ta chọn cái cách đấy. Chị thấy họ vẫn xây rào với em đấy, tức là họ có thích nhưng họ lại không thể hiện ra đâu em ạ. Người này người ta sẽ với em, người ta sẽ xây rào đấy, tức là người ta thấy là người ta chưa buông bỏ được những cái gì ở trong quá khứ thì họ không dám bước đến, họ vẫn xây rào. Em có gõ cửa, em có thích, em có thể hiện thì họ vẫn cứ đóng cửa của họ thôi, và họ lại tiếp tục cái hành trình của họ là mải mê đi làm việc thôi. Họ không giải quyết, tức là họ không dành thời gian ra để cắt đứt được những cái nỗi đau, những cái gì mà cái tổn thương cũ nó còn đọng lại, mà họ thay vì đấy họ lại tìm cách để trốn tránh nó bằng cái cách họ đầu tư công sức thời gian của họ vào công việc ấy mà. Thôi, người này họ thích nhưng họ không thể hiện ra đâu. Chị thấy là em nên nghỉ ngơi đi, tức là nên dừng lại cái mối quan hệ này một thời gian đi. Hãy dừng lại một chút, cái thời gian sắp tới nó cũng không phải là thời điểm đúng. Let go nhá, em vừa hỏi là có nên tiếp tục không thì không nhá, buông bỏ em ạ. Bởi vì người này
người ta có vấn đề của người ta chưa giải quyết được vấn đề của người ta không sẵn sàng đến với tình yêu đâu em ạ. Nếu em có chờ đợi thì nó rất là lâu đó, và nói chung là người ta phải nhận thức được vấn đề của người ta cơ, chứ đợi những người này thì rất là tốn thời gian em ạ. Họ có tình cảm nhưng mà họ xây rào và họ trốn tránh. Những người sợ tình yêu em ạ. Lời khuyên dành cho em là nên buông bỏ nhé. Đấy là thông điệp dành cho Khánh Liêm. Tiếp theo là bạn Phương à. Ê Vi Ngốc, chào Vi Ngốc. Chào Vi Ngốc. Bố mẹ em nha. Nếu mà lúc mới ấy, khi mà mình phải dứt một cái tình cảm thì nó hơi khó. Em có thể thích nhưng mà cái thích của em nó sẽ khác đi một chút, nên là em không tương tác nữa nhá. Sao lại muốn hỏi người yêu cũ của em hiện tại như thế nào? Ok em nhá. Phương Nguyễn, người yêu cũ của em như là, ôi chào hai bạn hôm qua tham gia Vi Ngốc và Tiên Tê. Tiên Tê. Rồi. Yêu làm gì em vẫn còn ở đây chứ, em còn nhận thông điệp không? Nếu mà em không nhận thông điệp thì để chị nhường lại cho bạn khác nhá. Mèo con. Mọi người ơi, mọi người cô vẫn nhớ cái con vì nick của con rất là hay mà, con 2000 hay là bao nhiêu đó. Em có cần thông điệp không? Hôm trước em xem rồi hay là nhường cho bạn khác nhá. Em hôm trước xem rồi còn gì? Nhường cho bạn khác nha. Hôm trước nhận thông điệp rồi. Nhớ là nếu mà kênh TikTok nó lên 4.444 người thì mọi người hãy chụp màn hình và gửi tin nhắn cho mình nhá. Thì mình sẽ tặng thông điệp riêng cho mọi người nhớ nha. Hoặc là cái video ở trên kênh YouTube mà đạt 1 triệu view, bây giờ nó đã gần rồi, còn mấy ngày nữa thôi nó sẽ lên triệu view và đến cái con số là 1.111.111. Hãy chụp lại con số đấy gửi cho Ba La. Ba La cũng sẽ gửi thông điệp cá nhân cho các bạn. Khi mà chúng ta liên kết với những con số lặp thì nó luôn có một cái sự ý nghĩa đặc biệt ở đây nhá. Một nữa là fanpage mà 444 người thì Ba La cũng tặng thông điệp cho mọi người. Chụp chụp chụp. Thế à Bạch Dương? Bạch Dương. Nhiều bạn bảo giọng chị giống giọng của Hương Giang đó em. Mà Ba La có thấy giống đâu. Bạch Dương à. Em lần đầu vào live của chị à? Em lần đầu vào live của chị à? Rồi, Phương Nguyễn này, đây là thông điệp dành cho em. Người yêu cũ hiện tại như thế nào? Xem về người yêu cũ. Cuộc sống của người đó ra sao? Người đó có nghĩ về em hay không, đúng không? Ý em muốn là như thế, đúng không? Chị cảm ơn Bạch Dương nhá, chị rất là thích. Thế em khen chị như thế xong mà chị bảo là chị chỉ xem được hai bạn nữa và trong đó không có em thì em có giận không? Em có ăn follow không? Chào Vi Ngốc, Vi Ngọc. Chào mèo con 20995 là sinh ngày 20 tháng 9 năm 1995 à, hay mèo con. Phương Nguyễn này, người yêu cũ ra sao? Em có nghĩ là người ta có người mới không? Em có nghĩ là người ta có người mới không?
Chị cảm ơn Mạch Dương, chị rất vui vì em đã comment như vậy. Chị rất vui vì chị đã thu hút, đúng rồi, người ta không có người mới đâu. Người ta đang độc hành, người ta đang một mình đó em. Và người ta vẫn nghĩ về em bởi vì cái tình cảm của hai đứa chắc là nó rất là đẹp, đúng không? Có thể là tình đầu hoặc là mối mối tình cảm từ thời sinh viên ấy, từ thời còn trẻ ấy. Nên là tức là từ cái thời mà còn là bạn bè, nó xuất phát từ 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 những cái tình cảm rất là trong sáng nên nó rất là đẹp. Ôi thế à, thế à Bạch Dương, chị cảm ơn. Nhưng mà có giống giọng Hương Giang không em? Chị thấy nhiều người nói như vậy á. Chị cảm ơn nhé, chị cảm ơn Bạch Dương nhé. Hy vọng là sẽ đủ duyên với em còn lâu nữa. Em lướt ngang à? Đúng rồi, xuất phát từ bạn bè đó. Nhưng mà kỷ niệm nó rất là trong sáng, nó rất là đáng nhớ và người ta vẫn nhớ về những cái kỷ niệm đấy. À, giọng chị đúng rồi. Hai giọng em ạ. Chúng ta không có Bắc Nam gì nha. Rồi, chúng ta hãy cảm nhận nhau bằng bằng trái tim nha. Bỏ qua sự khác biệt về về vùng miền nha. Giống giọng em. Giống giọng em. Hôm nào ghi âm chị xem giọng em ấy. Hình như là trên TikTok còn gọi được cho nhau đúng không em? Và Phương Nguyễn này, người ta coi em là tình đầu và một mối quan hệ tình cảm rất là sâu sắc, tức là trong tim họ vẫn có em và họ coi em là một cái người trước đây là họ dành hết cả những cái gì mà họ có dành cho em, tức là cuộc sống người ta có cái gì người ta muốn dành trọn những cái điều tốt đẹp dành cho em, giống như là nói chung là soulmate là người bạn đời đã xác định là một cái gì đấy nó rất là ý nghĩa và tức là chỉ có một không có hai ấy. Có một không hai ấy. Họ vẫn nghĩ như thế và trong tim họ vẫn có hình bóng của em và với ý nghĩa của em với người ta vẫn là một cái vị trí rất là đặc biệt ở trong trái tim của họ. Đúng rồi, rất là sâu sắc em ạ. Chị xem đến đây chị rất là cảm động em ạ, bởi vì là nó khá là giống với cái câu chuyện của chị. Tuy nhiên ấy thì cái người yêu cũ của chị dù sâu sắc như vậy nhưng mà chia tay xong họ 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 tìm cách né tránh cái giai đoạn phải một mình, cái giai đoạn phải bước qua cái tổn thương của họ, tức là có những cái mối quan hệ mà họ sụp đổ ấy thì xong sẽ là từng lựa chọn của mỗi người. Có mỗi người sẽ là đi hàn gắn cái vết thương lòng, thì có những cái người sẽ là tìm kiếm đến người khác, tìm kiếm một mối quan hệ để lấp đầy những cái tổn thương. Thì bạn, chị nghĩ cái bạn người yêu cũ của em rất là tử tế, tức là họ họ chia tay nhưng mà họ không có nghĩa là họ họ tìm kiếm ai đó để thay thế em hay là trốn tránh cái việc là cô đơn và cũng đau khổ. Họ không trốn tránh như một số người khác, ví dụ như là người yêu cũ của chị thì sẽ tìm cách là tìm ai đó để thay thế, để giải quyết một cách tạm thời cái nỗi đau. Chúng ta sẽ lấy một cái niềm vui khác để chúng ta đè nén cái nỗi đau và chúng ta sẽ tìm cách để vượt qua nó bằng cái con đường ngắn như vậy, tức là nhờ người khác để giải quyết những cái tổn thương của mình. Còn cái bạn này thì bạn ấy tử tế, bạn ấy chia tay nhưng mà bạn ấy không đến với người khác mà bạn dành cái thời gian ra để bạn ấy, nói chung là với bạn ấy trong lòng bản thân bạn đấy vẫn thấy cái thứ tình cảm này nó rất là đẹp, nó đáng trân trọng và nó là một cái gì đó mà bạn ấy cất giữ ở góc riêng ở trong trái tim của mình ấy. Và họ họ vẫn có cái suy nghĩ muốn hướng về cái điều đó nhưng mà họ lại không hành động như thế bởi vì họ biết được rằng là những cái gì mà nó đã, tức là đã đổ rồi ấy, thì nó cho dù nó có hàn gắn, cho dù nó có quay lại thì nó cũng không thể nào mà như xưa được, nên là họ dùng cái thanh kiếm của họ để cắt đi những cái suy nghĩ là à hay là mình thử liên lạc lại hay là mình thử bắt đầu lại hay là mình thử
thử tìm cách để mà quay trở lại cuộc sống của nhau xem như thế nào. Họ không hành động đâu em ạ. Em khóc rồi chị. Ồ, chị cảm thông với em và chị hiểu em. Nhưng mà họ sẽ không hành động đâu em ạ. Họ muốn như thế nhưng mà họ dùng cái lý trí của mình để cắt đi những cái điều mà họ mong muốn như thế. Nói chung là họ còn yêu nhưng mà họ không hành động để có thể quay trở lại. Tức là bạn ý nghĩ rằng là mọi thứ nó đã qua rồi ấy, thì nó nên qua đi, và những cái gì mà còn đọng lại ấy, thì là những cái kỷ niệm của hai đứa nó rất là đẹp, thì đó là một cái điều mà đã là tuyệt vời ở trong cái mối quan hệ rồi. Nên là họ không, nếu mà em có hỏi rằng là họ có hành động gì để cho em thấy là muốn quay lại với em không, thì chị nghĩ là không đâu, họ không hành động. Thực sự ở trong lòng họ, họ vẫn yêu em. Chị cảm ơn yêu làm gì nha, chị rất vui những bạn mà trên live của chị có tinh thần như vậy. Chị rất là cảm ơn em. Và chị sẽ tặng thông điệp cho em khi mà em nói như vậy. Tiếp nhá, tiếp Phương Nguyễn nhá. Có cơ hội cho hai người nha Phương Nguyễn. Khi mà em không còn băn khoăn về về cái việc, tức là em cũng chấp nhận được cái mối quan hệ này nó đang đúng như là cái cách mà nó nên diễn ra, tức là hai người đang phải tách nhau ra thì nó nên như vậy, cái giai đoạn này nó nên như vậy. Và nếu mà người ta không có hành động gì cho em thấy là họ muốn quay trở về, thì em cũng rất là, gọi là như thế nào nhỉ, chấp nhận được cái hoàn cảnh như vậy, và em hiểu được tại sao người ta cư xử như vậy. Em hiểu cho cái hoàn cảnh của bạn đấy, cho những cái vấn đề của bạn đấy, có thể là do cái tính cách của bạn, cách suy nghĩ của bạn đấy. Và khi mà lúc mà em chấp nhận được cái hoàn cảnh xung quanh như vậy, em không còn, tức là như thế này, không còn cản nó nữa, bằng cái cách là em tìm mọi cách để quay về, hoặc là em tìm mọi cách để thúc đẩy người kia phải hành động một cái điều gì đấy vào cái mối quan hệ này, cho cái mối quan hệ này nữa. Khi mà em ngừng cái việc hoạt động như vậy và em tập trung vào cái cuộc sống của mình, thì lúc đấy cái mối quan hệ này nó lại bắt đầu có một cái cơ hội được trao đến nhá. Đó, đó là thông điệp cho Phương Nguyễn, em hiểu không? Em hiểu cái thông điệp của ở đây chưa? Em hiểu thông điệp ở đây chưa? Chị cảm ơn yêu làm gì nhá. Chị rất là cảm ơn em như vậy nha. Cái lời khuyên cho Phương Nguyễn ở đây, đúng rồi em, đúng rồi em. Hãy hiểu được rằng là mọi thứ nó đang diễn ra theo cách mà nó nên diễn ra nhé. Và khi mà suy nghĩ đúng lắm. Đúng rồi Phương Nguyễn ạ. Chị cảm ơn yêu làm gì nha. Chị cảm ơn yêu làm gì đã nhường lại cho bạn khác nha. Rồi. Ok, mèo con nhá. Bây giờ đến mèo con lon ton nhá. Chị cảm ơn yêu làm gì nhá. Rồi, đây là thông điệp dành cho mèo con. Em cảm ơn chị nhiều lắm. Cảm ơn Phương Nguyễn nhá. Cố lên. Chị tin là em biết cách để làm sao cái mối quan hệ nó sẽ tốt hơn, và làm sao để tốt hơn dành cho mình nữa. Mèo con lon ton. Mèo con 200995. Chị thấy rồi, chị thấy rồi, chị thấy em rồi, chị đã thấy em rồi đây. Chín tám Nguyễn Thị Kim Liên và Nguyễn Thành Lộc có cơ hội quay lại nữa không? Ngày sinh âm lịch của em. Mm.
Câu trả lời ở đây là 50-50 em ạ. 50-50. Thực ra thì cái việc 50-50 này là do cái người kia họ họ có cái đối tượng khác em ạ. Tức là ví dụ mà họ có quay lại với em ấy, đó là khi mà họ tìm đến với người khác ấy, tức là họ bày tỏ tình cảm của họ với cái đối phương mới của họ ấy, với cái đối tượng tình cảm mới của họ mà không thành, thì lúc đấy họ họ quay trở lại với em. Ở đây nó là một cái là tức là họ bản thân họ họ đã muốn cái sự mới mẻ rồi, họ đã muốn tìm đến một cái điều mới, một cái thứ mới, và khi mà họ không thành công trong cái việc tìm đến với cái đối tượng mới ấy, cái sự mới mẻ rồi, thì họ bắt đầu muốn có lại những cái gì mà đã từng có, tức là có cái sự quan tâm, có cái sự được yêu thương từ người khác, từ từ phía em, thì lúc đấy họ bắt đầu tiếc nuối và họ thấy là họ cần cái điều đấy thì họ sẽ quay lại với em đó. Thì ở đây em có chấp nhận mình là một cái lựa chọn như vậy không? Nó một câu trả nó là một cái câu hỏi dành cho em có chấp nhận cái việc mình là cái lựa chọn khi mà họ không họ cảm thấy không cần. Thôi bỏ. Không. Thôi bỏ đi. Không. Em có chấp nhận cái điều như vậy không hả? Chị thấy có cái lời khuyên dành cho em là buông bỏ thật sự đây này. Mèo con ạ, ở đây có cái lời khuyên dành cho em nên buông bỏ em ạ. Em xứng đáng với cái điều tốt hơn. Nói chung là chúng ta khi mà yêu, chúng ta nên là cái ưu tiên, chúng ta xứng đáng với cái quyền ưu tiên, là cái lựa chọn, là cái điều mà tối cao, được đối xử, được trân trọng, được nâng niu, chứ không phải mình là cái người mà lúc thì người ta cần thì người ta tìm đến, khi không cần thì người ta bỏ đi, người ta không quan tâm em, như thế em tổn thương lắm. Em có biết tại sao em lận đận không? Chị thấy cái tụ bài em có thể mai chị sẽ up cái video này lên kênh YouTube ý. Em có thể vào cái phần tụ bài đầu tiên ý, em chọn em nghe ấy. Em chị nghĩ là người cái tụ bài mà cho em sẽ là cái tụ bài số 2 ấy. Em có một cái tâm lý nạn nhân thôi em, thì mình phải giải quyết được cái vấn đề đấy. Sẽ có một cái sự thay đổi trong cuộc sống của em nhá. Vừa em nói rằng là em rất là lận đận trong tình duyên đúng không? Bây giờ hãy là cái lúc mà đi tìm hiểu tại sao mà cuộc sống của mình lại như vậy. Tại sao mình lại luôn gặp không may, những điều không may trong đời sống tình cảm? Tại sao những cái gì mà mình mong muốn nó đều không thành hiện thực? Chị sẽ tặng em một cái thông điệp chữa lành nhé. Đó. Em có biết vì sao không? Em có biết vì sao mà em luôn không may ở trong cuộc sống không? Tại vì đó là số tiền tiềm. Tại vì sao hả mèo con? Tại vì là em có một cái niềm tin rằng là em cứ hy sinh, em cứ cho đi, thì người khác sẽ nhận ra được cái giá trị của em. Đó. Em cứ đối xử tốt với người ta, em cứ nghĩ rằng là mình càng yêu người ta nhiều, mình càng đối xử tốt, mình càng trân trọng nâng niu, mình càng hy sinh mình cho cái thứ tình cảm đấy, thì cái người kia sẽ nhìn thấy cái sự cố gắng, cái sự nỗ lực, cái sự hy sinh của mình, và người ta sẽ trân trọng mình. Nhưng không phải em ạ. Cái việc cho đi quá nhiều, cái việc hy sinh quá nhiều ấy,
Nó xuất phát từ cái việc là mình không có cái định nghĩa về giá trị của bản thân mình không có cái giới hạn của riêng mình, và mình bị thiếu một cái, đó là mình không tin rằng mình xứng đáng được yêu, có được một cái cuộc sống hạnh phúc. Mình bị thiếu cái niềm tin đấy, nên thành ra mình luôn phải nỗ lực, mình luôn phải cố gắng, mình luôn phải cho đi rất là nhiều thứ để cái cuộc sống này giống như là ban ơn cho em vậy. Em nghĩ rằng em thể hiện bản thân tốt, em nỗ lực như thế, em cố gắng như thế thì đời sẽ trả công xứng đáng cho em. Nhưng mà nó sẽ không phải là như vậy khi mà em phải yêu, khi em phải tin vào chính mình, em trân trọng chính mình và em thấy mình có giá trị, thì lúc đấy cái tần số năng lượng của em nó mới thu hút được những cái điều như vậy, và nó mới kéo được những người biết nâng niu, biết trân trọng, biết nhìn ra giá trị của em vào cái cuộc sống của em nhé. Đúng rồi mèo con, đúng rồi, em rất tự ti về bản thân bởi vì mình không biết giá trị của mình là cái gì. Dạo gần đây chị cũng thấy rất là nhiều bạn gặp vấn đề như vậy. Nên là cách đây 2 hôm chị đã làm một cái video về khẳng định tích cực, đó là tôi xứng đáng, để sửa chữa lại cái niềm tin ở trong tiềm thức cho mọi người. Thì chị nghĩ là cũng có thể là cái video đó dành cho em nhé. Em có thể tìm ở trên kênh YouTube của chị và nghe cái video đấy nhé, để mình tăng cái sự tự tin của mình, để mình biết được rằng là bản thân mình sinh ra mình đã xứng đáng với những cái điều tốt đẹp như thế nào nha, mèo con. Đó là thông điệp dành cho em, hy vọng là nó sẽ giúp ích được cho em nhé. Rồi, có một bạn nào đó, đó là do tiềm thức mình nghĩ vậy. Đúng rồi, những cái niềm tin như vậy ấy, khi mà chúng ta không để ý, khi mà chúng ta không quan tâm đến chính bản thân mình, khi mà chúng ta dành quá nhiều thời gian để nhìn ngắm, để tham gia vào cái thế giới bên ngoài và chúng ta không chăm sóc cho cái thế giới bên trong của chúng ta, thì chúng ta sẽ không thể nhận ra được bản thân mình có những cái vấn đề gì và tại sao mình lại có cái suy nghĩ và tại sao cái thực tế ở trong cuộc sống của mình nó lại diễn ra như vậy. Thực ra ấy, cái thế giới bên trong của các bạn ấy, như thế nào nó sẽ được phản ánh ra cái thế giới bên ngoài. Tức là những cái niềm tin, những cái suy nghĩ của các bạn nó sẽ quyết định cái thực tại của các bạn như thế nào. Nên là chúng ta phải làm việc với bản thân để chúng ta tìm ra được những cái vấn đề ở bên trong cốt lõi của chúng ta và chúng ta sửa chữa từ bên trong. Thì khi mà cái bên trong, thế giới bên trong của các bạn ổn định, các bạn rực rỡ, các bạn yêu thương bản thân, các bạn đầy đủ với cái thế giới bên trong, thì bên ngoài nó sẽ phản ánh ở trong bên trong của các bạn. Sao mọi người cứ lúc lệnh lại tham gia, lúc nó lại ọp ra ấy nhỉ? Buồn cười ghê. Chị like đến mấy giờ vậy ạ? À? Chị sắp ọp rồi đây. Có một bạn nào đó hỏi chị về cái câu hỏi là chị like, chị sắp kết thúc like rồi. Còn một bạn nữa, có một bạn bạn ấy hỏi cái gì mà có ly hôn được không? Bạn là 93 bé ba này còn ở đây không? Ý nghĩa của 2, 3, 4, 5 là gì vậy ạ? À? Em nhìn thấy số này à? Vậy hãy đợi chị nhá. Mai chị làm một cái video con số gương với số 2 nhá. Trong đó sẽ có số 2, 3, 4, 5. Cho em hãy đợi nhé. Đã yêu làm gì còn ở đây không nhỉ? Nhân tiện nói đến sự chờ đợi, Bara sẽ giải thích ý nghĩa về sự chờ đợi cho mọi người. Yêu làm gì em còn ở đây không? Các bạn thường làm gì với một sự trì hoãn? Trì hoãn từ từ hoàn cảnh xung quanh, trì hoãn. Ví dụ như là Bara sẽ lấy ví dụ như thế này nhé. Ví dụ như là các bạn đang xem cái live này nhé, và ví dụ các bạn đặt ra một câu hỏi và bạn không nhận được câu trả lời luôn, hoặc là bạn áp dụng một cái
phương pháp về luật hấp dẫn và bạn không thấy nó hoạt động, hoặc là bạn cứ thấy nó đến chậm hơn so với những cái gì mà bạn nghĩ là nó đến, và bạn luôn gặp phải một cái sự trì hoãn, tóm lại là một cái sự trì hoãn. Thì các bạn nghĩ sao về cái ý nghĩa của cái sự trì hoãn đấy? Khi trong các bạn gặp phải cái câu trả lời là pending, câu trả lời là tạm dừng, câu trả lời là mọi thứ nó giống như là nó đang không work, nó đang không hoạt động, thì các bạn nghĩ gì về cái hoàn cảnh đấy và các bạn làm như thế nào khi mà các bạn đối mặt với cái tình huống đấy? Mọi người có thể comment cho Bara cái suy nghĩ của mọi người nhá về cái câu hỏi của Bara. Xong lát mình sẽ trò chuyện với mọi người ý nghĩa của cái sự trì hoãn, cái câu trả lời bending từ từ vũ trụ là gì. Mọi người có thể comment trước cho Bara biết về cái suy nghĩ của mọi người nhé, và cái cách mà các bạn làm gì khi mà đối mặt với một cái sự trì hoãn như vậy. Mọi người hiểu không? Rồi bé ba nhé, 93 và bé ba đúng không? Em câu hỏi cuối được không? À thế à, mọi người on lại hoặc là do mạng à? Mọi người cứ trả lời đi nhá, mình rất là trân trọng những cái câu trả lời của mọi người, và bây giờ mình sẽ gửi thông điệp cho bạn bé ba. Rồi ok, không 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 vân một. Rồi em đặt câu hỏi đi nhá, chị sẽ tặng thông điệp cho em. Rồi em có ly hôn được không, đúng không? Cái câu trả lời, câu chị đang xem lại đây, em có ly hôn được không? Em sinh năm 93 à, bé ba? Trả lời của em. Mọi người làm nghĩ gì về sự trì hoãn, và chúng ta làm gì để chúng ta đối mặt với sự trì hoãn? Mọi người hãy thử nghĩ trong đầu và đưa ra câu trả lời nhé. Đó là một trong những cái cách mà giúp các bạn phát triển được cái trực giác và cái trí khôn ngoan của các bạn nha. Cái sự khôn ngoan thông thái, kết nối với sự khôn ngoan thông thái ở bên trong của các bạn. Chị cảm ơn em Bạch Dương. Chị thấy có đó, mấy bạn. Thể tiếp tục ở trong hoàn cảnh này được nữa đâu. Cái cuộc hôn nhân này nó khiến em đau khổ rồi. Nói chung em mệt mỏi, em kiệt sức rồi. Thôi đừng đừng vì cái gì cả. Bây giờ là lúc em vì mình thôi nhá. Vì mình. Bởi vì em quá mệt mỏi, em quá đau khổ, kiệt sức rồi em ạ. Nói chung là lúc này em nên hành động cho chính mình đi. Đấy, vừa nói đến sự trì hoãn xong này, nhưng mà cái việc mà em muốn ly hôn nó sẽ đến chậm nha, nó bị trì hoãn đó. Em hãy đọc lại cái câu câu trả lời của các bạn ấy, những cái mà các bạn đang viết ấy. Đâu đó nó sẽ có những cái thông điệp dành cho em đấy, bởi vì chính em đã gặp phải cái sự trì hoãn này. Chị rất thích cái câu trả lời của mọi người, rất cảm ơn mọi người đã trả lời. Rất là hay.
có bị tổn thương nhiều trong cái mối quan hệ này, cái cuộc hôn nhân này thì em nên tha thứ nha em nên tha thứ em ạ. Hãy nhìn vào cái mặt, tức là chúng ta nhìn là tổn thương thì chúng ta sẽ thấy tổn thương và đau đớn, nhưng mà chúng ta chọn cái cách là tha thứ, buông bỏ và nhìn vào bài học thì em sẽ thấy được những cái ý nghĩa đằng sau mọi thứ nhé. Sau khi mà em bị kiệt sức như thế này mà em bước qua được cái giai đoạn này thì em rất là mạnh mẽ và em sẽ mở ra cho cái cuộc sống của mình rất là nhiều cái lựa chọn mới, một những cái tươi đẹp hơn nhé. Chị biết là cái bên ngoài họ hành động, có thể là cái người chồng của em, cái hoặc là có thể là cái áp lực từ xung quanh ấy, họ gây, nói chung là họ có nhiều ý kiến trái chiều, họ 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 bắt em phải phải hành động. Ví dụ như là họ khuyên bảo em là nên giữ cái điều này thôi, một điều nhịn là chín điều lành, trong khi em không còn sức để chống đỡ nữa thì lại mọi người không ai ủng hộ cái việc là cho em ly hôn cả. Mọi người đều khuyên bảo em rằng là thôi tha thứ đi, thôi cứ cố gắng vì vì nghĩa vì tình, rồi vì cái này vì cái nọ. Nhưng mà em không vì ai cả mà nên vì chính mình nhá. Vì chính mình nhá. Mọi người cho Bara thêm những cái câu trả lời về sự trì hoãn đi nào. Nhưng mà em hãy, nói chung là mình đừng đừng cố gắng để kiểm soát cái tình huống này nha. Mọi thứ nó đều phải diễn ra theo đúng cái lộ trình của nó ấy mà. Mình cũng không thể nào rồi mình kiểu như là mình đau quá, mình muốn mọi thứ nó kết thúc càng nhanh càng tốt, nhưng thực ra cái nào, cái sự kết thúc nào nó cũng phải gần gần giống như là cái sự bắt đầu ấy mà. Nói chung là nó phải trải qua những cái cung bậc đau đớn này, rồi dằn vặt đấu tranh nội tâm này, nên hay không nên buông bỏ hay hay tiếp tục, nó sẽ phải như vậy. Và em đừng vì là mình phải bảo vệ bản thân mình mà mình muốn là cắt đứt luôn, mình phải muốn ngay trong một buổi tối này mà là mai mọi thứ nó phải rành mạch, nó phải rõ ràng, nó phải đúng là đúng, là sai là sai, mình cái gì nó diễn ra theo cái cách mà mình mong muốn. Bởi vì sao, vũ trụ luôn biết cái gì là tốt nhất dành cho em nhá. Cái việc mà em đang trải qua, cái nỗi đau, cái tổn thương này em đang trải qua, có thể là một trong những cái bước để em tiến đến cái hạnh phúc thực sự của mình, để em giải phóng đi tất cả những cái gì kìm hãm em, những cái gì cản trở cái cuộc sống hạnh phúc nó đến với em. Thì sao, hãy nhìn cái bài học và tha thứ cho những cái người làm tổn thương em. Khi mà em bước qua được rồi, em sẽ thấy được rằng là họ là những cái người mà đến với cuộc sống của em để dạy em cái cách để mà đứng lên vượt qua được cái tổn thương ở trong quá khứ, cái cách mà đứng lên đấu tranh cho chính bản thân mình nhá. Đấy là thông điệp dành cho bé ba nha em ơi. Hy vọng là cái trải bài vừa nãy sẽ cho em được những cái thông điệp giúp em có thể trải qua được cái hoàn cảnh hiện tại nhá. Rồi, bây giờ Bara sẽ quay lại đọc những cái comment rất hay của các bạn về cái sự trì hoãn. Đầu tiên là của Bạch Dương. Sự trì hoãn do cá nhân mình không cố gắng là đó là sự lười biếng. Đồng ý. Sự trì hoãn do cá nhân mình không cố gắng đó là sự lười biếng. Đúng rồi. Ý, đó là một cái quan điểm của em về cái sự trì hoãn của bản thân mình. Sự trì hoãn của bản thân mình á. Và cái câu trả lời, cái câu hỏi của chị thì là cái sự trì hoãn, em làm gì khi em đối mặt với sự trì hoãn của vũ trụ nhé.
của hoàn cảnh xung quanh. Ví dụ em mong muốn một cái điều gì đấy nhưng em cứ có cảm giác là nó bị nó không đến, nó chưa đến được, và có một cái trạng thái nó đang bị pending, nó đang bị dừng, nó đang bị dừng, tạm dừng ấy, mà em không hiểu tại sao nó lại như vậy. Sự trì hoãn chắc là để cho mình sống chậm lại, cho cơ thể thả lỏng để có những quyết định sáng suốt. Đúng rồi, rất hay, đúng rồi em. Sự trì hoãn là do để mình sống lại, đúng rồi, rất tốt. Cái câu trả lời này rất là hay em ạ. Khi mà cái sự trì hoãn nó xảy ra ấy, nó có thể là chúng ta cảm giác như là không có gì diễn ra, nhưng thực ra nó lại là cái thời gian để mọi thứ nó được diễn ra. Khi mà em gặp cái trạng thái bị trì hoãn, tức là em sẽ có cái thời gian để em xem xét lại bản thân mình, xem những gì nó đang diễn ra ở bên trong chính mình. Nó là một cái khoảng thời gian để chúng ta fix, để chúng ta sửa chữa, để chúng ta review, chúng ta nhìn lại chính bản thân mình. Nó sẽ thường xảy ra khi các bạn có thể là gần đến đích rồi. Khi mà gần đến đích rồi, nó sẽ có những cái chướng ngại vật cuối cùng. Và cái thời gian trì hoãn là cái thời gian để các bạn nhận ra cái chướng ngại vật đấy và các bạn giải quyết cái chướng ngại vật đấy nhá. Rất hay. THGG, trì hoãn là việc cá nhân ta chống đối xã hội để bảo vệ bản thân khi ta tổn thương. Đây là một cái nhìn mới của em rất là hay, đúng rồi. Có thể là cái cách nói của em nó giống như là khi mà chúng ta không muốn hành động một cái gì đó, chúng ta muốn ngừng tương tác, chúng ta muốn ngừng cái sự phản ứng với cái thế giới bên ngoài, bởi vì là bên trong chúng ta rất là tổn thương, và chúng ta cái việc trì hoãn đấy chính là một cái hàng rào, một cái tấm khiên để chúng ta bảo vệ bản thân mình, tức là chúng ta sẽ không để cho thế giới bên ngoài, những yếu tố bên ngoài tác động vào mình nữa, và mình ở cái trạng thái là mình sẽ không ai, mình không muốn bên ngoài, những cái yếu tố bên ngoài hay là bất kỳ cứ ai tác động đến mình, và mình cũng không muốn làm gì để tác động với thế giới bên ngoài. Như thế thì chúng ta sẽ không bị ai đó làm tổn thương, không bị ai giày vò cái nỗi đau của mình nữa, và bạn bản thân mình có thể bao bọc những cái sự tổn thương, những cái nỗi đau đó. À, đúng rồi chị ạ. Em ơi, bé ba, không, không phải là em đang hiểu nhầm cái trải bài của chị nhá. Em đang nghe không ấy rồi. Tức là không ai nói về em là em phải tha thứ hay là không. Bản thân em biết điều em mong muốn. Ở đây không phải là tha thứ, mà là nếu mà em gặp phải cái sự trì hoãn, ví dụ như là em bày tỏ rằng em muốn ly hôn, em muốn dừng lại, và người kia họ chưa chấp nhận cái điều đấy, thì em hãy ngừng cái mong muốn là tác động vào, tức là thúc đẩy họ là phải nhanh nhanh chóng chóng ly hôn với em, hay là mọi người hãy để cho em ly hôn đi, hay là vân 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 vân. Hãy dừng lại, đúng như là cái bạn THGG cái kiểu, hãy dừng lại cái điều đấy, cái điều tương tác đấy, và em hãy cứ để cho mọi thứ nó diễn ra đi. Người kia người ta có nói gì, người ta muốn làm gì cũng được, nhưng mà bản thân em sẽ không tương tác lại. Cái điều em muốn em vẫn giữ ở trong lòng, chỉ là em đang chờ cái thời điểm đúng của nó mà thôi. Khi mà người kia người ta thấy rằng là mọi cái sự cố gắng cuối cùng của họ để hàn gắn chẳng hạn, để quay lại chẳng hạn, mà vẫn không tác động được đến em, vẫn không làm cái mong muốn của em lúc này, thì họ sẽ tự khắc họ buông thôi em ạ. Hiểu không? Hiểu, hiểu, hiểu cái trải bài chưa? Hiểu cái thông điệp của chị chưa? Rồi, ui, mọi người ơi, ba ra khán hết cả giọng rồi. Cảm ơn Thu Hằng nha, chị cảm ơn em. Câu trả lời của em rất hay. Thì tiếp theo là cái ý nghĩa của cái sự trì hoãn, đó là một cái ý nghĩa của sự trì hoãn, đó là cái thời gian mà chúng ta có thể
chúng ta có thể dừng lại, dừng cái sự tương tác, đúng như cái bạn Thu Hằng vừa nói đấy, chúng ta có thể dừng lại cái sự tương tác, cái sự tác động của thế giới bên ngoài để chúng ta dành thời gian, chúng ta ôm ấp cái nỗi đau của chúng ta để chúng ta giải quyết và chúng ta có thể chữa lành bản thân mình. Đó là một ý nghĩa. Và cái ý nghĩa thứ hai, với những cái bạn nào mà áp dụng luật hấp dẫn thì như Vara có nói rồi, đó là cái khoảng thời gian mà các bạn có thể dùng để các bạn sửa chữa lại những cái vấn đề bên trong mình, để giải quyết nốt những cái trở ngại mà cản trở các bạn đến với điều mà các bạn mong muốn. Và thường cái sự trì trì hoãn này nó xảy ra khi mà nó sát nút với cái thời điểm mà cái điều các bạn mong muốn nó sắp đến. Ê, mọi người ở đây Bada sẽ nhớ đến cái hình ảnh đó là các bạn trước chơi cái trò đào vàng không? Thì mọi người thường nói rằng là sẽ đến một cái thời điểm khi mà cái người kia người ta còn gặp phải cái viên đá cuối cùng ấy, thì họ chán nản họ quay đi, nhưng mà cái viên đá đấy thì lại là cái viên đá mà khi mà chúng ta cởi bỏ được cái viên đá này là các bạn sẽ nhìn thấy kim cương ở đằng sau đó. Thì cái thời điểm của cái sự trì hoãn nó thường xuất hiện khi mà các bạn đối mặt với cái viên đá cuối cùng, cái sự trở ngại cuối cùng này. Ở đây nếu mà các bạn chán nản, các bạn quay đi thì coi như là các bạn đang bỏ qua một cái điều tuyệt vời đằng sau nhé. Nên là cái sự trì hoãn đấy là cái thời gian để các bạn nhìn nhận lại cái vấn đề còn sót lại, cái viên đá này này, trước mắt này, bạn này này, để bạn có thời gian để bạn giải quyết nốt nó, để các bạn nhìn thấy cái kim cương, cái điều mà các bạn mong muốn. Thế à, Phương Nguyễn, em đang dùng luật hấp dẫn à? Ôi chị rất là xin lỗi, anh chị rất là xin lỗi các bạn còn lại, bởi vì là cái giọng của chị bây giờ nó đang bị khô cổ và nó đang rất là rát các bạn ạ. Nên là mình không thể xem thêm được rồi. Có thể là Bara, ui 2332 này mọi người. Mai Bara sẽ làm một cái video chọn thông điệp, gửi thông điệp cho mọi người các con số gương mà bắt đầu từ số 2. Ví dụ như là 2121, 222121 này, 2222, 2323. Hôm nay Bara nhìn thấy rất là nhiều rồi. Mai chị, chị cảm ơn mọi người nhé. Cô tư vấn nhiệt tình quá. Cảm ơn Vi Ngốc nha. Cô rất là cảm ơn con tham gia live của cô đến tận bây giờ luôn nè. Hôm qua nữa đúng không? Hôm qua hôm kia gì đấy. Cô rất là cảm ơn nhé. Mai à? Mai chị cũng không biết em ạ. Mai chị cũng tùy đấy. Nói chung là mọi người nếu mà chúng ta có duyên thì chúng ta sẽ gặp lại vào ngày mai. Nhưng mà Bara sẽ cố gắng để like thường xuyên cho mọi người. Một tuần có thể là 2-3 buổi gì đấy. Vào cái khung giờ từ 9 đến 9 giờ trở đi. Nói chung là 9-10 giờ trở đi gì đấy. Thì Bara sẽ like cho mọi người nhá. Thì nhớ này, với những cái bạn nào mà các bạn có thể thấy trên live này mà các bạn chưa được Bara Facebook cho Bara, thì Bara sẽ tặng thông điệp cá nhân cho mọi người. Đấy là một cách. Cách thứ hai đó là cái video thu hút tình yêu ấy, cái nhạc tần số thu hút tình yêu, thì nó sắp được lên 1 triệu view. Và nếu nó đạt con số là 1.111.111 và mọi người chụp được cái con số đấy thì mọi người có thể gửi cho Bara, cũng qua Facebook, qua tin nhắn fanpage Bara Vlog, thì Bara cũng tặng thông điệp. Và cái cách thứ ba đó là trên fanpage, trên Facebook mà lên cái số là 444 người thì Bara cũng tặng thông điệp cho mọi người nhé. Phương Nguyễn, dạ em cảm ơn chị về thông điệp ngày hôm nay em vừa lắm. Chị cảm ơn em nha. Rồi mọi người nhớ chưa? Rất là cảm ơn mọi người ở trên live của Bara. Thì Bara sẽ cố gắng, sau sẽ cố gắng là hôm nào mà mình like ấy, mình sẽ lên lịch trước cho mọi người nhé, để mọi người biết được chưa. Rồi cảm ơn mọi người nha, chúc mọi người ngủ ngon nha, xin chào, hẹn gặp lại nha.